Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành chỉ thị số 01 về việc đôn đốc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Chỉ thị nêu rõ, năm 2021, đất nước ta đã gặp phải những khó khăn thách thức to lớn do dịch COVID-19 bùng phát trở lại trên diện rộng với biến chủng mới, mạnh, nguy hiểm, đã thâm nhập sâu vào nhiều địa phương và tác động tiêu cực đến mọi mặt kinh tế xã hội. Nhưng với sự vào cuộc khẩn trương, quyết liệt, kịp thời, hiệu quả của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng tình, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, dịch COVID-19 đã từng bước được kiểm soát trên phạm vi cả nước. Nhờ đó, các hoạt động kinh tế xã hội đã và đang nhanh chóng phục hồi và phát triển tích cực. Đời sống của nhân dân cơ bản được bảo đảm, mặc dù còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Trước bối cảnh đại dịch COVID-19 dự báo thời gian tới còn diễn biến phức tạp khó lường và biến động của tình hình quốc tế khu vực, đất nước ta sẽ tiếp tục phải đối diện với rất nhiều khó khăn thách thức. Trong khi nguồn lực còn hạn chế, sức chống chịu của người dân doanh nghiệp đã bị giảm sút do ảnh hưởng của đại dịch kéo dài 2 năm qua. Do đó, các cấp, các ngành, các địa phương và cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và nhân dân cả nước phải nỗ lực quyết tâm cao hơn nữa trong các hoạt động chỉ đạo điều hành, cũng như trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống xã hội để sớm khắc phục những khó khăn thách thức, tranh thủ thời gian để đẩy nhanh quá trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung triển khai việc mua tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Theo chỉ đạo của Chính phủ, khuyến khích các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí để phấn đấu giảm lãi suất cho vay, bố trí đủ phương tiện phục vụ nhu cầu đi lại sau Tết của nhân dân, kịp thời công bố lộ trình và triển khai thực hiện mở cửa lại du lịch, khẩn trương kết thúc các cuộc thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch, tập trung đấu tranh trấn áp các loại tội phạm có xu hướng gia tăng trong dịp đầu xuân.